xác định công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, gọi tắt là công tác tuyển quân, là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cấp ủy chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân năm 2024. Tại xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, có cặp anh em song sinh Trần Duy Hải và Trần Duy Hà có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Cha mất sớm, chỉ còn mẹ với ba anh em. Trong đó, Duy Hải và Duy Hà được người cậu ruột đang công tác tại trạm y tế xã nuôi dưỡng chăm sóc. Cả hai ý thức rõ trách nhiệm của tuổi trẻ với bảo vệ Tổ quốc nên đều viết đơn nhập ngũ năm 2024. Là thanh niên được sống trong hòa bình, tôi thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ góp sức bảo vệ Tổ quốc mùa xuân 2024. Cả hai anh em tôi đều viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Năm 2024, huyện Long Thành được giao tuyển chọn gọi 250 công dân về 5 đầu mối của Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trong đó, nhiều thanh niên đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ từ rất sớm khi chưa có lệnh khám sơ tuyển. Ban chỉ huy xã đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân xã khám tuyển chọn được 25 thanh niên trên đường chuẩn bị nhập ngũ năm 2024. Trong đó đặc biệt là có một đồng chí là đảng viên và hai anh em sinh đôi nhập ngũ. Phối hợp với các hội viên của ban ngành thì xuống phối hợp tuyên truyền, thì xuống giao cho từng hội viên thì công tác đến từng nhà của các thanh niên trong một tuổi nghĩa vụ quân sự, rồi tuyên truyền rồi hiểu biết về trách nhiệm của một người công dân đối với Tổ quốc lên đường nhập ngũ hàng năm. Đến hiện phút này thì 25 thanh niên đã viết đơn lên đường nhập ngũ và hiện tại đang có mặt tại địa phương là luôn luôn sẵn sàng hăng hái chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Mùa tuyển quân năm 2024, huyện Long Thành có số thanh niên được tuyển chọn, bảo đảm 100% yên tâm tư tưởng, sẵn sàng nhận lệnh tòng quân. Để bảo đảm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng quy trình, đạt chất lượng, tuyển người nào chắc người đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện sớm ban hành các văn bản, chỉ thị, quyết định về công tác tuyển quân năm 2024, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự cung cấp để công tác tuyển quân và tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất. Ban Chỉ huy huyện với chức năng là cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã phối hợp với các thành viên, các ngành và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện ở các xã, thị trấn triển khai tổ chức thực hiện quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ để bảo đảm về số lượng công dân nhập ngũ theo chỉ tiêu tỉnh giao. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phối hợp với Công an huyện thông qua đề án 06 nắm chắc số lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ trong toàn huyện nói chung và cụ thể ở từng xã thị trấn nói riêng, triển khai các địa phương phúc tra quản lý chặt chẽ nguồn công dân nhập ngũ năm 2024, trong đó tập trung vào số công dân có trình độ học vấn cao và sức khỏe tốt. Với cách làm đồng bộ, hiệu quả, phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, đến nay huyện Long Thành đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2024, bảo đảm an toàn, chất lượng, đúng kế hoạch đề ra.